Điểm tin những hoạt động nổi bật trong tuần từ ngày 26 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12 năm 2018. Đoàn công tác của Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương do ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Tây Ninh với nội dung kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp năm 2018. Tiếp và làm việc với đoàn kiểm tra có ông Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh, cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh, Hội đồng Nhân dân tỉnh và các cơ quan tư pháp có liên quan. Phát biểu kết luận buổi làm việc, ông Lê Minh Trí, Ủy viên Trung ương Đảng, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, trưởng đoàn công tác Ban chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương, đánh giá cao công tác cải cách tư pháp tại địa phương dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của tỉnh ủy, Ban thường vụ tỉnh ủy. Một số nội dung lĩnh vực được thực hiện rất tốt, cho thấy tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ cải cách tư pháp. Một vấn đề khác được đoàn công tác của Trung ương ghi nhận là quá trình tập huấn các văn bản, đặc biệt là công tác đào tạo cán bộ tư pháp rất được tỉnh quan tâm và thực hiện đồng bộ, đầu tư đúng mức, vì vậy cần được tiếp tục phát huy trong thời gian tới. Trưởng đoàn công tác cũng đánh giá cao cơ chế hoạt động giám sát, chất vấn của đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân tỉnh thời gian qua, nhất là đối với các cơ quan tư pháp, giúp các cơ quan này thực thi nhiệm vụ ngày càng tốt hơn. Đối với các cơ quan tư pháp, ông Lê Minh Trí khẳng định, ứng dụng công nghệ thông tin được xem là biện pháp hiệu quả để nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp trong tình hình hiện nay. Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tiếp xúc và đối thoại với nông dân trên địa bàn tỉnh nhằm lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của nông dân về các kế hoạch, đề án, chủ trương, chính sách liên quan đến phát triển nông nghiệp, nông thôn trong tỉnh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Tân và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Chiến chủ trì hội nghị. Buổi đối thoại đã ghi nhận khoảng 28 câu hỏi thuộc các nhóm vấn đề của 11 đại biểu, đại diện của các hợp tác xã, tổ hợp tác và nông dân trên địa bàn tỉnh về những vấn đề còn nhiều khó khăn vướng mắc trong phát triển nông nghiệp hiện nay như chính sách tín dụng, đất đai, thị trường nông sản, quản lý vật tư nông nghiệp, áp dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp, môi trường nông thôn, chương trình xây dựng nông thôn mới. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Văn Chiến cùng với lãnh đạo các sở ngành và đại diện nhà máy Tani Food trực tiếp trả lời các ý kiến của bà con nông dân tại hội nghị, đồng thời tiếp thu những ý kiến kiến nghị nhằm tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc của nông dân trong thời gian sớm nhất. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Tân ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn của nông dân tại buổi đối thoại. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành có liên quan tiếp tục ghi nhận các ý kiến phản ánh của nông dân chưa kịp phát biểu tại hội nghị để có văn bản trả lời. Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Tây Ninh tổ chức lễ meeting hưởng ứng tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS năm 2018 và ngày thế giới phòng chống AIDS 1 tháng 12. Với chủ đề Hãy hành động để hướng tới mục tiêu 90-90-90 vào năm 2020, trong tháng hành động, tỉnh Tây Ninh tập trung vào các hoạt động như xét nghiệm HIV tại cộng đồng, đánh giá việc thực hiện các mục tiêu 90-90-90 để hướng tới kết thúc AIDS, kiện toàn các cơ sở điều trị HIV/AIDS đủ điều kiện để ký hợp đồng với các cơ quan bảo hiểm y tế, tổ chức gặp mặt sinh hoạt câu lạc bộ với những người nhiễm HIV, vận động người nhiễm HIV tham gia và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong khám chữa bệnh. Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đã phát động tháng hành động quốc gia phòng chống HIV/AIDS tại Tây Ninh từ nay đến ngày 10 tháng 12, kêu gọi toàn thể xã hội cùng hưởng ứng chủ động tham gia tích cực vào các hoạt động phòng chống HIV/AIDS. Bên cạnh đó, trong thời gian tới, nhằm hướng đến kết thúc đại dịch, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu phải có sự tham gia tích cực hơn nữa của các cấp lãnh đạo trong việc chỉ đạo hướng dẫn thực hiện các cam kết hành động phòng chống HIV/AIDS, tăng cường các hoạt động dự phòng xét nghiệm phát hiện HIV, bảo hiểm y tế cho người nhiễm HIV, nhất là cho những người dễ tổn thương, người có hành vi nguy cơ cao, người dân sống ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc ít người, xây dựng ý thức tích cực của cộng đồng, giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV và người ảnh hưởng bởi HIV/AIDS, tăng cường sự hỗ trợ của gia đình xã hội với người nhiễm HIV/AIDS và trách nhiệm của người nhiễm HIV/AIDS với gia đình xã hội, mở rộng độ bao phủ, nâng cao chất lượng các dịch vụ dự phòng xét nghiệm HIV, bảo hiểm y tế và điều trị HIV/AIDS đến mọi người dân. Cụm thi đua chữ thập đỏ các tỉnh miền Đông Nam Bộ tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội và hoạt động chữ thập đỏ năm 2018.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Thanh Ngọc đánh giá cao những kết quả đạt được trong hoạt động chữ thập đỏ của cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Ông mong rằng cụm tiếp tục huy động tối đa nguồn lực xã hội cho hoạt động nhân đạo, luôn là địa chỉ đỏ tin cậy của các đối tượng, cánh tay nối dài của cấp ủy chính quyền trong công tác an sinh xã hội. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Đặng Hồng Nhung, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, cơ quan đại diện phía Nam, biểu dương những thành tích đạt được của cụm thi đua các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Ông đề nghị trong năm 2019, Hội Chữ thập đỏ các tỉnh trong cụm tiếp tục triển khai các hoạt động phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam, cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo, ngân hàng bò, tập hợp cơ sở dữ liệu ngân hàng điện tử, địa chỉ nhân đạo, xây dựng mô hình đội ứng phó thảm họa cấp tỉnh, huyện. Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện chương trình 130 của Chính phủ, thực hiện chỉ đạo điểm về phòng chống mua bán người giai đoạn 1 2016-2018, từ ngày 16 tháng 11 năm 2015 đến ngày 15 tháng 5 năm 2018. Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo tỉnh ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực của các cấp, ngành, lực lượng trong thực hiện chương trình 130, đồng thời yêu cầu thời gian tới, các cấp ủy chính quyền cần khẳng định trách nhiệm trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, quan tâm thông tin tuyên truyền giáo dục pháp luật cho mọi đối tượng, trong đó tập trung vào phụ nữ và trẻ em ở những vùng có nguy cơ cao như vùng biên giới, dân tộc, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, quản lý xã hội trên các lĩnh vực, nhất là trong việc quản lý xuất nhập cảnh, hôn nhân có yếu tố nước ngoài, làm tốt hơn nữa công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng có liên quan, đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, hỗ trợ tạo điều kiện cho các nạn nhân bị mua bán trở về tái hòa nhập, phát hiện các nhân tố tích cực để kịp thời biểu dương khen thưởng. Cục thi hành án dân sự Tây Ninh tổ chức triển khai công tác thi hành án dân sự hành chính năm 2019. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Văn Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận những kết quả đạt được của ngành thi hành án dân sự tỉnh đạt được trong năm 2018, đồng thời đề nghị năm 2019, Cục thi hành án dân sự cần đề ra những giải pháp hiệu quả để khắc phục tồn tại hạn chế của năm 2018, tăng cường công tác kiểm tra, tự kiểm tra. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu Cục thi hành án dân sự cần quan tâm đến công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tăng cường công tác phối hợp chuyên ngành, đổi mới phong cách làm việc, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, làm tốt công tác tổ chức quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức thi hành án dân sự để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019. Ngoài ra, trong tuần qua còn có một số hoạt động khác đáng chú ý như đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tây Ninh tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14, Ban tuyên giáo tỉnh ủy tổ chức hội nghị chuyên đề thực tiễn văn hóa văn nghệ hiện nay, quan điểm của đảng và định hướng trong thời gian tới. Tòa án Nhân dân Tây Ninh trao đổi chia sẻ kinh nghiệm với Tòa án Tư Bông Khơ Mâm. Ủy ban Nhân dân thành phố lấy ý kiến nguyên lãnh đạo thành phố về phương án chỉnh trang đô thị, chợ thành phố. Bão số 9 gây thiệt hại của Tây Ninh hơn 4 tỷ đồng.